Seo-hye thắng giải Bách Sang đầu tiên bất chấp Kendall, bỏ xa Kim So-hyun và Shin Hye-sun. Theo kết quả của cuộc bình chọn cho hạng mục TikTok Popularity Star tại Bách Sang Art Award lần thứ 57, kết thúc lúc 11 giờ 59 phút tối ngày 10 tháng 5, ở hạng mục dành cho nữ diễn viên, Seo-hye đã giành chiến thắng áp đảo khi nhận về hơn 780.000 lượt bình chọn. Shin Hye-sun đứng thứ 2 với hơn 670.000 lượt bình chọn và Kim So-hyun ở vị trí thứ 3 với hơn 200.000 lượt bình chọn. Trước đó, ban tổ chức Bách Sang Art Award đã mở cổng bình chọn cho hạng mục TikTok Popularity Star từ ngày 03 tháng 05 và đã chọn ra 34 nữ diễn viên từ các đề cử giải thưởng chính ở hạng mục phim truyền hình và điện ảnh vào hạng mục bình chọn. Ngay từ khi cổng bình chọn được mở, Seo-hye đã bắt đầu dẫn đầu lượt bình chọn ngay từ ngày đầu tiên. Nữ diễn viên đã bỏ xa các ứng cử viên ở vị trí thứ 2 và 3 bởi một khoảng cách áp đảo trong suốt thời gian bình chọn, bất chấp những tranh cãi đang vướng phải. Seo-hye đã vướng vào tranh cãi về mối quan hệ cũ với nam diễn viên Kim Jung-hyun, cũng như những tin đồn về thái độ của cô với bạn diễn trên phim trường trong quá khứ. Cô cũng bị buộc tội nói dối về học vấn của mình, gây xôn xao trên mạng. Bất chấp những tranh cãi khác nhau, phần thắng ở hạng mục TikTok Popularity Star giờ đây đã chắc chắn thuộc về Seo-hye. Trước đó, một số khán giả bày tỏ ý kiến loại bỏ Seo-hye ra khỏi ứng cử viên. Nhưng sau khi cuộc bình chọn kết thúc, cuối cùng Seo-hye lại chính là người giành chiến thắng. Nhờ thành công của Điên thì có sao, Seo-hye đã trở nên nổi tiếng và được yêu thích với hình tượng điên nữ xinh đẹp, tính cách độc đáo. Tuy nhiên, sự nghiệp và hình tượng của cô đã gần như sụp đổ sau khi bị diss bát bóc Trần là người thao túng, điều khiển bạn trai cũ Kim Jung-hyun, không cho anh đóng cảnh thân mật với Se-hyun. Hàng loạt netizen đã để lại bình luận gay gắt, tỏ ra không hài lòng với kết quả này. Buồn cười thật, người xếp thứ nhất và hai sẽ xuất hiện để nhận giải sao? Nghiêm túc thì đây là sự thật đó à? Shin Hye-sun cũng vướng vào những cuộc tranh cãi. Điều gì xảy ra với những nữ diễn viên trong hạng mục này vậy? Xin lỗi So-hyun nhé. Trong số các nam diễn viên, danh sách ngôi sao nổi tiếng TikTok đang lần lượt thuộc về Kim Seon-ho với 97.288 phiếu bầu, Song Jang-ki với 76.499 phiếu bầu và Kim Soo-hyun với 27.828 phiếu bầu. Nếu kết quả tới ngày diễn ra lễ trao giải vẫn như hiện tại thì Seo-hye sẽ là người chiến thắng hạng mục ngôi sao nổi tiếng TikTok của nữ diễn viên hàng đầu. Tuy nhiên, chưa có thông tin về việc nữ diễn viên Điên thì có sao có xuất hiện tại lễ trao giải hay không. Chiến thắng tại hạng mục TikTok Popularity Star chính thức được công bố tại lễ trao giải Bách Sang Art Award lần thứ 57 diễn ra vào tối ngày 13 tháng 5 tới, mà không có khán giả do đại dịch Covid-19 đang diễn ra căng thẳng.